Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 5. Khẩn trương đưa chính sách mới vào cuộc sống giúp doanh nghiệp vượt khó. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm tặng quà nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Hàn Quốc phát hiện sản phẩm bán trực tuyến có chứa các chất độc hại. Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, sáng qua đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà trẻ em tại làng Hòa Bình, xã Tam Đàn, Phú Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng 50 suất quà từ quỹ đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh đến trẻ em làng Hòa Bình, chúc các cháu đón quốc tế thiếu nhi vui vẻ ấm cúng dưới mái nhà chung. Bí thư Quảng Nam cũng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trung tâm trong công tác chăm lo sức khỏe, đời sống của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đây, tạo được môi trường ấm áp, thân thiện, gần gũi cho các em, giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Nhân chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã lắng nghe và ghi nhận những khó khăn và đề xuất kiến nghị của đơn vị, đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Ninh phối hợp sớm giải quyết theo thẩm quyền. Cũng nhân dịp quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6, sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang sinh hoạt tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thị xã Điện Bàn. Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thị xã Điện Bàn hiện đang có khoảng 80 trẻ khuyết tật theo học. Đây là trung tâm cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt, vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em khuyết tật, chăm sóc sức khỏe cho trẻ khuyết tật. Trung tâm hoạt động theo hình thức xã hội hóa với nguồn kinh phí duy trì hoạt động, chủ yếu đến từ nguồn vận động, hỗ trợ của các mạnh thường quân, gia đình trẻ em khuyết tật tùy theo hoàn cảnh mà tự nguyện đóng góp kinh phí hàng tháng. Đến thăm trung tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn bày tỏ sự xúc động trước những nỗ lực vượt qua khó khăn, khiếm khuyết để vươn lên hòa nhập với cuộc sống của các em thiếu nhi. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, đồng chí Trần Anh Tuấn tặng nhiều phần quà cho các cháu, chúc các cháu đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầy đủ vui tươi và ấm áp tình người. Tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, sáng qua, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng đội tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hoạt động hè năm 2024 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung dự chương trình. Diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2024, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của tuổi trẻ Quảng Nam tập trung vào các địa bàn trọng tâm, gồm 6 huyện nghèo và huyện thoát nghèo theo quyết định số 353 ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang. Các xã đảo, xã ven biển và xã khó khăn dọc đường Hồ Chí Minh, làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ, Nam Giang. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai một chương trình, 4 chiến dịch, bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh với 14 chỉ tiêu trọng tâm. Tại chương trình, tỉnh đoàn đã phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, trao 40 suất quà cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao biểu trưng công trình không gian đọc sách, 50 áo phao cứu sinh cho trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, xã Tiên Lãnh và 100 chăn ấm cho đồng bào làng Suối Dưa, xã Tiên Lập. Ngay sau lễ ra quân đã diễn ra nhiều hoạt động như khởi công xây dựng một nhà ở cho hộ gia đình trong danh sách được phê duyệt xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, chợ không dùng tiền mặt và chương trình đổi rác thải tái chế lấy sách, xây dựng mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tập huấn xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Sáng qua tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp và giải quyết khiếu nại đối với công dân Trần Thị Cả, trú tại tổ 5, thôn Thanh Nhất, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. Công dân Trần Thị Cả khiếu nại 3 nội dung, ngày 29 tháng 8 năm 2012, bà Trần Thị Cả khiếu nại Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An thu hồi 750 m² đất của bà Lâm Thị Nơm là mẹ ruột của bà Cả để thực hiện dự án khu tái định cư thôn 3 xã Cẩm Thanh nhưng không bồi thường về đất. Bà Cả yêu cầu bồi thường đối với diện tích đất thu hồi nêu trên và bồi thường hỗ trợ hoa màu trên đất theo biên bản kiểm kê ngày 29 tháng 12 năm 2011, đồng thời đề nghị bố trí một lô đất tái định cư diện tích 300 m² tại khu tái định cư thôn 3 xã Cẩm Thanh để làm nhà ở. Nội dung khiếu nại thứ hai là chưa được nhà nước quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với gia đình người có công cách mạng, đồng thời đề nghị quan tâm xem xét bố trí đất cho gia đình bà Cả để bà làm nhà thờ cúng liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng. Nội dung khiếu nại thứ ba
là bồi thường 300 m² đất trong khu tái định cư khi Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Thanh thu hồi hai hồ nuôi trồng thủy sản của gia đình để xây dựng khu tái định cư thôn 3 xã Cẩm Thanh. Qua ý kiến của các sở ngành liên quan và các kết quả xác minh, các sở ngành đã có ý kiến trả lời từng vấn đề của gia đình bà cả. Trong quá trình thực hiện thờ cúng liệt sĩ, gia đình bà đều được nhà nước quan tâm và chính quyền địa phương thực hiện chi trả đầy đủ cho gia đình bà theo quy định. Về nội dung, bà Trần Thị Cả đề nghị bố trí một lô đất để làm nhà thờ liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã ghi nhận, đang thực hiện rà soát, đồng thời các ngành liên quan cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho bà Trần Thị Cả đối với những khiếu nại kiến nghị ngoài thẩm quyền. Cũng trong sáng qua, Hội đồng Khoa học tổ chức đánh giá nghiệm thu dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ hạt lúa giống cấp xác nhận tại huyện Thăng Bình. Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam làm cơ quan chủ quản, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào đơn vị thực hiện dưới sự hỗ trợ của Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế. Dự án được Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào triển khai thực hiện tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, với nội dung chủ yếu là chuyển giao, tiếp nhận, đào tạo, tập huấn quy trình sản xuất hạt lúa giống xác nhận đối với giống lúa HT1 và KD18. Theo đó, dự án xây dựng mô hình trên diện tích 30 ha. Trong 2 năm thực hiện từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, đóng gói với hai loại giống lúa trên, năng suất từ 5,5 đến 6 tấn mỗi ha, lợi nhuận cao hơn từ 15 đến 20% so với sản xuất thông thường. Trong quá trình triển khai dự án, Hợp tác xã đã tiến hành tập huấn luyện hộ nông dân tham gia mô hình sản xuất tại Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào và 80 lượt hộ nông dân vùng lân cận tham gia mô hình này. Quá trình sản xuất được áp dụng khoa học công nghệ từ khâu làm đất, xuống giống, thăm canh cho đến thu hoạch, chế biến, đóng gói, nên năng suất và chất lượng đạt yêu cầu, mục đích dự án đề ra. Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào, đơn vị thực hiện cũng đã kiến nghị cho hợp tác xã tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất từ mô hình liên kết này để nâng cao đời sống cho người dân vùng dự án. Hội đồng khoa học đánh giá cao hiệu quả của dự án và cho đây là một trong những mô hình thiết thực nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả bền vững. Chiều cùng ngày, Sở Giáo dục Đào tạo họp rà soát công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc bế mạc Hội Khoa phổ đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 3. Dự họp có các sở ngành liên quan, dự kiến lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2024 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Lễ khai mạc Hội Khoe phổ đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 3 dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. Dự lễ khai mạc có khoảng 2.500 người, gồm 13 khối diễu hành và đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các tỉnh thành trong khu vực 3, lực lượng vận động viên, trọng tài, học sinh tham gia. Chương trình khai mạc diễn ra trang trọng gồm lực lượng diễu hành, rước đuốc truyền thống, phần nghi lễ và chương trình văn hóa nghệ thuật đồng diễn. Dự kiến lễ bế mạc tổng kết khen thưởng diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2024 cũng tại nhà thi đấu thể dục thể thao Quảng Nam. Hội khoe phổ đổng toàn quốc lần này, Quảng Nam là đơn vị đăng cai tổ chức của khu vực 3. Khu vực này gồm 12 tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tham gia trưng tài ở 11 bộ môn của học sinh các cấp từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, gồm bơi, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, đẩy gậy, đá cầu, kéo co và thể dục aerobic. Ban tổ chức yêu cầu các tiểu ban phục vụ tổ chức rà soát lại toàn bộ các phần việc để tổ chức lễ khai mạc đảm bảo các yêu cầu đề ra. Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào hai trường chuyên trung học phổ thông năm học 2024-2025, toàn tỉnh Quảng Nam có 1.640 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 100 thí sinh so với kỳ tuyển sinh năm trước. Kỳ thi trung học phổ thông chuyên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 773 thí sinh đăng ký dự thi vào 9 lớp chuyên. Trong đó, nhiều nhất vẫn là các môn văn 160, tiếng Anh 142, tiên 166, toán 104, hóa 96, lý 113 và ít nhất là sinh 70, sử 75 và địa 71. Trường trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông có số lượng thí sinh đăng ký nhiều hơn với 867 em. Trong đó, tiên 167, tiếng Anh 138, văn 154, toán 112, hóa 112, lý 106, địa 104, sinh 95 và sử 83. Chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường chuyên là 315 học sinh với 9 lớp chuyên, mỗi lớp 35 chỉ tiêu. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức lễ phát động tháng hành động về trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Quế Sơn hiện có gần 17.000 trẻ em. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền trẻ em được huyện tập trung thực hiện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trẻ em gặp khó khăn trong học tập, vui chơi và giải trí.
các điểm vui chơi chưa đáp ứng nhu cầu, các dịch vụ xã hội dành cho trẻ em còn hạn chế, tình trạng trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước còn xảy ra. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Quế Sơn đề nghị các ngành địa phương quan tâm lắng nghe, chung tay hành động và xây dựng môi trường an toàn lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn tặng 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sáng cùng ngày, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Duy Xuyên tổ chức lễ phát động tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Năm 2023, chương trình huy động tiết kiệm chung tay vì người nghèo trên địa bàn huyện Duy Xuyên thu được kết quả ngoài mong đợi, huy động được 19,9 tỷ đồng trên 10 tỷ đồng kế hoạch, đạt tỷ lệ 199%. Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội và các hội đoàn thể huyện Duy Xuyên tổ chức hưởng ứng huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo trên địa bàn huyện với phương châm một cử chỉ đẹp, một hành động thiết thực ý nghĩa, cùng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian phát động tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm từ nay đến cuối năm 2024, đợt cao điểm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Riêng trong sáng ngày 29 tháng 5, nhiều cá nhân đơn vị tổ chức tham gia gửi tiết kiệm với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng qua tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo về kinh tế xã hội do Chính phủ trình Quốc hội. Theo đó, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế xã hội của nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng. Kinh tế phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, chiến lược có sự chuyển biến vượt bậc, nhất là đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, tiếp tục là điểm sáng, là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Chúng ta tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng, có kiểm soát, chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả theo cái lạm phát mục tiêu. Chính phủ cũng trình và thực hiện cái việc là tiếp tục miễn giảm thuế phí tiền thuê đất và trước mắt là giảm thuế giá trị gia tăng 2%. Chúng ta tiếp tục là cơ cấu lại nợ, ổn định tỷ giá, ổn định cái lãi suất, kiểm soát lạm phát. Đấy là những cái giải pháp mà tôi rất là ủng hộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 có một số hạn chế tồn tại. Trong đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến những khó khăn của doanh nghiệp, nhất là đối với khối doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất chính phủ cần đẩy nhanh việc thực thi các chính sách mới vào cuộc sống, tạo dựng niềm tin của doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Mặc dù lãi suất vốn vay của các ngân hàng thương mại đã giảm, nhưng doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn không hấp thụ được vốn tín dụng. Đề nghị chính phủ cần có đánh giá đầy đủ và có giải pháp đồng bộ để khơi thông nguồn vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Khẩn trương đưa các chính sách mới ban hành vào cuộc sống, giúp doanh nghiệp vượt khó và phát triển, nhất là các dự án luật mới được ban hành có tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Tôi đồng tình cao với việc chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này xem xét quyết định cho phép luật đầu tư, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực sớm hơn để tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết căn bản nút thắt về thể chế. Tuy nhiên, chính phủ, các bộ ngành cần có bước chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ về hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành. Để luật có hiệu lực thì tổ chức thực hiện được ngay. Cũng trong phiên thảo luận sáng, một số đại biểu Quốc hội đã nêu lên quan tâm đến các vấn đề như chống biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, phòng cháy chữa cháy ở các đô thị. Thưa quý vị, bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics của Ngân hàng Thế giới năm 2023 thể hiện Việt Nam tiếp tục đà tăng điểm. Việt Nam lọt top 10 thị trường logistics mới nổi, xếp hạng 4 về chỉ tiêu cơ hội logistics quốc tế, được đánh giá là quốc gia có tiềm năng phát triển hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ngành logistics của Việt Nam còn nhiều hạn chế như vận tải hàng hóa trong nước chủ yếu bằng đường bộ, chi phí cao, năng lực và chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp còn hạn chế. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp logistics với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu còn yếu, chưa hình thành được mạng lưới các doanh nghiệp logistics có quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt, tiên phong tiến ra thị trường quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, nếu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời là câu nói khi mọi người nhắc về người nông dân và công việc làm nông trước kia, thì nay với tư duy bắt máy móc công nghệ phục vụ công việc trồng trọt chăn nuôi của mình, người nông dân với kiến thức, sự đổi mới sáng tạo đã dần thay đổi tư duy và cách thức làm nghề. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà chính phủ đặt ra trong nghị quyết 69 về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam nhằm thúc đẩy tri thức hóa nông dân. Luôn khao khát làm điều gì để người nông dân tại quê hương bớt cực nhọc, chị Nguyễn Thị Hồng sau khi hoàn thành cử nhân ngành nông nghiệp đã quyết tâm trở về quê hương, nghiên cứu và xây dựng mô hình hoàn toàn mới lúc bấy giờ là trồng nấm đông trùng hạ thảo ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật. Sau 10 năm tâm huyết với nghề, chị đã xây dựng trang trại trồng nấm quy mô lớn, hiện tại ở Chương Mỹ, Hà Nội với gần 200 công nhân là bà con nông dân trong làng. Tất cả các quy trình này đều có sử dụng IoT. IoT thì tất cả là từ cái giống cấp 1, giống cấp 2, giống sản xuất, quy trình là nhiệt độ bao nhiêu độ, giống này thì ở nơi ở bao nhiêu độ, nhiệt độ nào. Được nhận vào đây làm và tôi làm bên bộ phận cấy giống. Lương thì đủ với khả năng chi tiêu sinh hoạt của tôi, không phải ra đồng cấy lúa vất vả, và tôi vào đây được làm là được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Còn đây là chiếc máy nông nghiệp tích hợp đến 25 chức năng trong một do anh Tạ Đình Huy sáng chế. Cày, bừa, xới đất, rất nhiều công đoạn khi làm ruộng trước đây phải tốn nhiều ngày công lao động và sức lực của người nông dân. Thì nay với chiếc máy này, họ chỉ việc ngồi lên điều khiển, năng suất cao gấp 5 lần trước đây. Làm đồng ruộng rất là vất vả. Từ khi mà tôi mua được cái máy của chú Huy thì tôi đi làm thì tôi thấy cảm tưởng rất là đỡ tốn công lao động. Đưa ra cái chức năng mà nó mà bà con nông dân chưa được cơ giới hóa, và chẳng có đơn vị nào, chẳng có nước nào mà nó chế ra cái công cụ đó để mà phục vụ bà con nông dân. Nhưng mà tôi có thể là sản xuất đơn chiếc cho bà con nông dân được. Những nông dân thế hệ mới với tri thức đã góp phần giúp việc làm nông nghiệp không còn cực nhọc. Trong quá trình ấy, vai trò của Hội Nông dân rất quan trọng, lan tỏa, là cầu nối kết nối những mô hình cách làm hay. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam. Mục tiêu của chương trình nhằm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là trong quá trình thúc đẩy tri thức hóa nông dân. Trong quá trình phát triển thì là đã có những cái lớp nông dân người ta vượt trội, không phải là thông thường nữa mà người ta đã có cái khả năng vượt hơn lên. Thì chúng tôi cũng có cái hoạt động để mà dành riêng cho những cái đối tượng như vậy, để người ta làm hạt nhân. Đấy, từ thông qua họ thì những cái người nông dân khác thấy rằng đấy là những cái hạt nhân, những cái điển hình để khơi dậy cái ý chí cho những người nông dân khác. Đồng hành cùng người nông dân trong quá trình đổi mới, cách thức sản xuất, sáng tạo để tăng năng suất lao động, giá trị của nông sản là mục tiêu, nhiệm vụ mà chính phủ kỳ vọng ở Hội Nông dân Việt Nam. Từ đó, những nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời sẽ không còn, mà thay thế vào đó là những nông dân làm chủ máy móc, công nghệ bớt vất vả, nhẹ gánh lo. Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm 2024, toàn tỉnh gieo trồng 41.500 ha lúa, 7.000 ha bắp, 2.000 ha đậu phụng, 2.000 ha mè và 11.500 ha rau đậu các loại. Theo đúng lịch thời vụ, từ ngày 20 tháng 5, bà con nông dân đã bắt đầu ra đồng gieo xạ cho vụ sản xuất mới, với hy vọng có thêm một vụ mùa thắng lợi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau. Đợt mưa từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5 đã bổ sung lượng nước đáng kể cho sản xuất. Tranh thủ nước về đồng, bà con nông dân thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên ra đồng để gieo xạ vụ hè thu. Vụ này, ông Nguyễn Ngọc Thạch canh tác 7 sào với giống chủ yếu là TR79. Sau vụ đông xuân được mùa, ông Thạch cùng bà con trong thôn mong muốn có thêm một vụ mùa bội thu. Phải được trò nhất là nó rất sang, hoàn thành. Và ông muốn vụ mùa nên là cái những bội thu đó, cho được đọt trước gạt, trước mùa gạt không có bổ lục chẳng được thuận lợi. Theo lịch thời vụ, nông dân toàn tỉnh bắt đầu gieo xạ từ ngày 20 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 6. Tuy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, bố trí lúa trổ từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024, trong đó trổ tập trung từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, thu hoạch xong trước ngày 5 tháng 9, chậm nhất là ngày 10 tháng 9 năm 2024.
tại xã Quế Xuân 2, vụ hè thu năm nay toàn xã sản xuất 340 ha lúa. Đến nay cơ bản các diện tích lúa đã gieo xạ xong. Lồm kịp thời vụ, xọa trong thời gian ngắn, tôi tùy mẫu rủi nhưng mà lồm trong thời gian có xá ba ngà, bả ngà là sẽ dứt điểm. Cái đó là tôi thấy xóa là điều tiết vấn đề nước nồng và giống cây trồng là rất tốt. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 24 tháng 5, toàn tỉnh đã gieo xạ trên 6.800 ha lúa. Trong đó, trên 6.580 ha lúa chủ động nước, 245 ha lúa nước trời. Triển khai sản xuất trong điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo các địa phương cần chú trọng việc bố trí cơ cấu giống lúa và phương án đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã tham mưu ban tỉnh cấp văn bản chỉ đạo các địa phương để tổ chức sản xuất cho nó phù hợp. Thì trước mắt là hiện nay thì phải tập trung áp dụng các bộ giống trung ngày và ngắn ngày để rút ngắn cái thời gian sinh trưởng của cây trồng và đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm hơn. Cái thứ hai là các địa phương cần phải rà soát bổ sung lại cái phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, trong đó có kịch bản thiếu nước, có kịch bản nắng nóng gây hạn hán và xâm nhập mặn để chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện. Thì qua theo dõi thì hiện nay thì tất cả các địa phương đều xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cái phương án này rồi mà nó chủ động triển khai thực hiện. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo các địa phương theo dõi chặt chẽ sự phát sinh và gây hại của các đối tượng dịch hại ngay từ đầu vụ để hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, nhà chức trách Hàn Quốc vừa mới cho biết đã phát hiện các sản phẩm dành cho trẻ em được phân phối trên nền tảng mua sắm trực tuyến Shein của Trung Quốc có chứa các chất độc hại với hàm lượng vượt quá mức cho phép hàng trăm lần. Trong đợt kiểm tra mới nhất, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã chọn 8 sản phẩm do Shein bán ra trên các nền tảng thương mại điện tử như Shein, Temu và AliExpress, trong đó có giày trẻ em, túi da và thắt lưng. Kết quả cho thấy một đôi giày có hàm lượng thales cao gấp 428 lần mức cho phép, mức cao nhất được ghi nhận cho đến nay trong các cuộc kiểm tra của nhà chức trách Hàn Quốc. Ngoài ra, ba chiếc túi khác cũng có hàm lượng thales cao gấp 153 lần giới hạn. Giới chức Hàn Quốc đã yêu cầu Shein loại bỏ những sản phẩm này khỏi danh mục hàng hóa bán trên nền tảng này. Thales là chất làm dẻo hóa học thường được sử dụng để sản xuất nhiều loại nhựa. Tuy nhiên, chất này cũng được xem là nguyên nhân gây rối loạn hormone và có liên quan đến béo phì, bệnh tim, một số bệnh ung thư và các vấn đề về sinh sản. Thưa quý vị, đấu bò tốt lâu nay vẫn được xem như một phần của di sản văn hóa Nam Mỹ. Tuy nhiên, Quốc hội Colombia hôm qua đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm đấu bò tốt sau nhiều năm thảo luận với nhiều tranh cãi. Dự luật cấm đấu bò tốt được Quốc hội Colombia thông qua với 93 phiếu ủng hộ và 2 phiếu phản đối. Từ nhiều năm qua, Tòa án Hiến pháp Colombia đã hối thúc cơ quan lập pháp sớm ban hành quy định liên quan tới vấn đề gây tranh cãi này. Dự luật được thông qua trong bối cảnh vài tuần trở lại đây, những người ủng hộ bộ môn đấu bò tót lập luận rằng việc cấm hoạt động này sẽ ảnh hưởng tới nhiều người lao động. Trong khi đó, những nhà hoạt động vì động vật đánh giá dự luật là một bước đi tích cực. Hiện nay, một số nước Mỹ Latin như Argentina và Cuba cũng đã cấm tổ chức các sự kiện đấu bò tót. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn được phép diễn ra tại nhiều nơi ở Mexico và Peru. Công ty vũ trụ tư nhân SpaceX của Mỹ vừa qua thông báo đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo vệ tinh nghiên cứu khí hậu từ căn cứ lực lượng không gian Vanderbilt ở phía nam California. Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo vệ tinh nghiên cứu khí hậu OSCAR. Đây là sứ mệnh nằm trong chương trình hợp tác giữa cơ quan vũ trụ châu Âu ESA và cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu, sứ mệnh này có nhiệm vụ đánh giá tác động của các đám mây và xôn khí hay là aerosol, được coi là nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm không khí cũng như hiện tượng hiệu ứng nhà kính trên trái đất. Trước đó vào ngày 11 tháng 4, SpaceX cũng đã phóng một vệ tinh theo dõi thời tiết cho lực lượng không gian Mỹ. Cộng đồng người hâm mộ Blackpink trên toàn cầu đã không giấu được niềm vui mừng khi MV Do 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 của nhóm đã chính thức cán mốc con số 2,2 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube sau gần 6 năm phát hành. MV Do 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 cán mốc 2,2 tỷ view trên YouTube đã giúp Blackpink
lập nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên sở hữu MV ca nhạc có lượt xem cao nhất trên nền tảng này. Trước đó, Gangnam Style của PSY đã vượt hơn 5 tỷ lượt xem trên YouTube, nhưng đây là sản phẩm âm nhạc của một nghệ sĩ solo chứ không phải của nhóm nhạc. Vì thế, Blackpink vẫn đang giữ ngôi vương là nhóm nhạc sở hữu MV nhiều lượt xem nhất trong lịch sử K-pop. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.